Xin chào cả nhà nhé. Hiện tại là Nhân đang đứng trước cái khu Trần Anh Riverside thì cũng khá là lâu rồi không xuống lại. Bữa nay Nhân chạy vòng vòng cho cả nhà mình xem lại nhé. Bữa nay thì xuống là khá là đẹp rồi. Ở trong đây thì Nhân cũng bán được mấy căn đó cho là Nhân làm video luôn để cho những khách hàng đã mua trong đây thì xem lại cái khu này nó như thế nào. Tại nhiều khi mình ở Sài Gòn mình không có thời gian mình xuống. Cho cả nhà mình thấy cái công viên ha. Công viên kết hợp giữa cho mấy em trẻ luôn với lại người lớn. Bữa nay là mấy cái lóc nhà phố của mình là hầu như là cũng sắp xong hết rồi. Còn làm cái hàng rào nữa là xong. Ở phía trong là mình thấy là trong đây là tòa biệt thự hết nha cả nhà. Những cái căn biệt thự mà ở mặt tiền đường lớn á, thì hầu như là cũng sắp xong hết rồi, chỉ còn làm cái hàng rào nữa thôi là khách hàng được nhận nhà để mà vào hoàn thiện để ở rồi. Mình thấy rất là đẹp ha. Ở đây là lốc đây, Nhân quay cho chú xem căn nhà của mình nhé, căn số 8 phía bên đây. Thì bữa nay là mình còn cái hàng rào nữa là xong rồi nha chú, nhìn rất là đẹp rồi. Ở đây là căn nhà mẫu, căn biệt thự mẫu. Thì hầu như là trục đường chính nhưng mà là sắp xong hết nha cả nhà, chỉ còn những cái lốc ở phía trong thôi. Như ở đây là mình chạy ra là tới sông Vàm Cỏ Đông rồi, cảm giác rất là mát. Còn phía trong đây là những cái lốc B. Những cái lốc B thì bên phía chủ đầu tư cũng đã lên lầu lên tổng hết rồi. Thì mình lâu ở cái chỗ mà từ lúc mà mình làm móng làm cọc rồi mình đổ tổng thôi. Còn xây thì nó rất là nhanh. Ở dưới đây thì cũng có một số khách hàng gửi Nhân á, ký gửi Nhân lại á. Thì ví dụ như ai mình muốn mua thì cứ liên hệ với Nhân, số điện thoại trên màn hình nhé. Có gì Nhân sẽ tư vấn thêm cho cả nhà mình. Ở đây mình có một cái công viên. Cái này là mặt trong nha cả nhà, mặt trong thì cũng đang đổ tấm rồi. Rồi phía trước thì hơi khó chạy xíu thôi, Nhân xin kết thúc video tại đây nha. Rồi, cả nhà mình nếu có quan tâm khu này thì cứ alo cho Nhân. Nhân tư vấn thêm. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Và cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký nha để có thể là xem những video sau của Nhân.